Hello, chào mừng các bạn trở lại mình học tiếng Anh cho người bận rộn. Và hôm nay là tuần số 18. Hạnh mời các bạn bắt đầu. Tôi có trễ không? Am I late? Tôi có trễ không? Tôi có đúng không? Am I right? Tôi có đúng không? Tôi có làm phiền bạn không? Am I bothering you? Tôi có làm phiền bạn không? Bạn có ổn không? Hay là bạn có sao không? Are you okay? Bạn có sao không? Bạn có ổn không? Bạn cảm thấy như thế nào? Are you okay? Bạn có phải là ông chủ mới của tôi không? Are you my new boss? Bạn có phải là ông chủ mới của tôi không? Hay là bạn có phải là sếp mới của tôi không? Hay là quản lý cũng được. Boss, are you my new boss? Bạn có ở đó không? Are you there? Bạn có ở đó không? Anh ấy có đói không? Is he hungry? Anh ấy có đói bụng không? Is he hungry? Anh ấy là anh trai hay là em trai của bạn? Is he your brother? Anh ấy là anh trai của bạn phải không? Hay là anh ấy là em trai của bạn phải không? Is he your brother? Anh ấy là giáo viên của bạn phải không? Is he your teacher? Cô ấy là hàng xóm của bạn phải không? Is she your neighbor? Cô ấy có phải là hàng xóm của bạn không? Is she your neighbor? Cô ấy là chị gái của bạn? Hay là cô ấy có phải là em gái của bạn? Is she your sister? Is she your sister? Is she your sister? Is she your sister? Cô ấy đã kết hôn rồi à? Is she married? Cô ấy có đã kết hôn chưa? Is she married? Quá trễ không? Hay là quá trễ lắm không? Is it too late? Có trễ quá không? Nó có đắt không? Nó có mắc không? Có mắc quá không? Is it expensive? Cái đó có đắt không? Is it expensive? Có thật không? Có phải như vậy không? Is it true? Có đúng không? Có thật không? Có phải như vậy không? Is it true? Chúng ta có sớm không? Are we early? Chúng ta có sớm không? Are we early? Chúng ta vẫn là bạn chứ? Are we still friends?
Are we still friends? Are we still friends? Are we still friends? Chúng ta vẫn là bạn bè phải không? Are we still friends? Chúng ta đã đến đó chưa? Hay là chúng ta tới chưa? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Chúng ta đã đến đó chưa? Are we there yet? Họ có ở tầng hầm không? Hay là cái đó có ở tầng hầm không? Are they in the basement? Cái này they cũng có thể là họ, hỏi là họ, những người đó có ở tầng hầm không? Hay là nhiều món vật nào đó, cái đó có ở tầng hầm không? Are they in the basement? 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 Họ có giống nhau không? Hay là cái đó có giống nhau không? Are they the same? 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 Họ có sống với nhau? Họ có sống với bạn không? Are they living with you? Họ có sống với bạn không? Are they living with you? 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 Họ có sống với bạn không? Hôm nay mình đã học bài học cho tuần số 18 và Hạnh sẽ gặp lại các bạn tuần số 19. Cảm ơn thời gian của các bạn. Bye bye.